Màu đỏ thì nó biểu trưng cho cái sự sức sống của con người. Và màu đỏ tượng trưng cho những cái khát vọng, những cái sức khỏe, những cái may mắn, những cái sinh lực. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Hành Trình Tri Thức phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Xuân đã về trên mọi nẻo đường của đất nước và mỗi mùa xuân về, chúng ta lại rộn rã với hương sắc xanh của lộc non trổi biếc, của những chồng bánh trưng xanh, với sắc đỏ của hoa đào hay vàng trắng hoa mai. Mỗi độ Tết về, người người lại hòa mình trong không khí xuân và đây cũng là dịp để chúng ta được đến với những phong tục truyền thống đáng quý. Ngày hôm nay, nhân không khí xuân cũng đang hối hả trên mọi nẻo đường. Hãy cùng những người làm chương trình tìm hiểu và đến với không khí của ngày xuân qua sắc đỏ hiện diện trên mỗi phong bao lì xì mừng năm mới và cả trong sắc đào đỏ thắm ngày xuân. Ngay sau đây thì xin mời đầu cầu của biên tập viên Lan Anh. Hãy xem biên tập viên sẽ đưa chúng ta đến với địa điểm nào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại phố Hàng Mã, nơi bày bán rất nhiều những món đồ trang trí cho mỗi dịp nghỉ lễ, Noel này, Trung Thu này hay sắp tới đây là những món đồ cho dịp Tết Nguyên Đán. Theo cảm nhận của tôi lúc này thì một sắc đỏ đang tràn ngập khắp phố rồi và nhiệm vụ của tôi ngày hôm nay là sẽ phải đi tìm một món đồ đặc biệt. Đây rồi, các bạn có thấy món đồ này quen thuộc không? Đó chính là câu chuyện mà chúng tôi muốn nhắc tới ngày hôm nay. Hãy xem mọi người có phản ứng ra như thế nào khi được nhận lì xì hay được tặng lì xì vào dịp đầu năm mới nhé. Chào chị ạ, chị có cảm nhận như thế nào nếu mà dịp đầu năm được nhận lì xì hay là được tặng lì xì ạ? Nếu mà đầu năm mà mình mà được nhận lì xì thì mình nghĩ là rất là may mắn, tại vì ai cũng như thế thôi. Nghĩa là đầu năm mà mình được một cái món quà gì đấy chẳng hạn, mặc dù rất là nhỏ nhưng mà nó thứ nhất là ý nghĩa và thứ hai là đem lại sự may mắn. Chào cô ạ. Ừ, cháu muốn biết là dịp đầu năm mà mình được nhận lì xì hay được tặng lì xì thì cô có cảm giác như thế nào? Thì tôi rất là vui vì có lộc đầu năm. Chào cháu ơi, cô phỏng vấn một chút là Tết cháu có muốn được nhận lì xì không nhỉ? Có. À, vì sao? Cháu thích. Cô cháu có thể nói rõ hơn là vì sao cháu lại thích không nhỉ? Lì xì đẹp. Cháu có muốn được nhận tiền lì xì không nhỉ? Cháu có. Vì sao? Vì cháu mừng tuổi ông bà. Do you want to receive lucky money on a new year? Tôi nghĩ nó mang những lời chúc tốt lành đến mọi người và chứa đựng nhiều ý nghĩa. Như quý vị đã thấy, ai cũng muốn nhận được quà đầu năm, nhất là những món quà mừng tuổi. Vậy nó có ý nghĩa ra sao? Lì xì là tên gọi của tục lệ mừng tuổi của trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán tại các nước Á Đông và ở Việt Nam. Đó là lệ đặt tiền vào chiếc phong bì nhỏ có trang trí màu vàng son rực rỡ để mừng tuổi trẻ em. Trong phương ngữ miền Nam của tiếng Việt, tiền ấy được gọi là tiền lì xì. Những ngày đầu năm mới, mọi người thường mừng tuổi cho nhau. Chiếc phong bao lì xì thường tượng trưng cho lời cầu chúc may mắn, cho sức khỏe và tài lộc mà người tặng gửi đến người nhận. Nhận được hay cho đi nhiều phong bao lì xì trong ngày Tết đều được coi là may mắn. Người nhận thì được hưởng lộc, mà người trao thì chắc chắn đã có một năm phát tài phát lộc, nên giờ chia lộc cho những người xung quanh. Tục lì xì đã được truyền từ năm này sang năm khác và đến giờ vẫn gìn giữ được một nét văn hóa đẹp. Trong ngày đầu năm, mọi người đến chúc Tết người thân, họ hàng, bạn bè, thăm hỏi lẫn nhau và không quên mừng tuổi người già, trẻ nhỏ để có được một năm may mắn. Màu đỏ của phong bao tượng trưng cho sự may mắn, đỏ đắn. Hình ảnh chiếc phong bao còn tượng trưng cho sự kín đáo, những bất ngờ thú vị đang chờ đợi phía trước. Đồng thời, chiếc phong bao cũng là cách ứng xử tinh tế của người Á Đông khi người tặng không muốn có sự so bì, tị nạnh giữa những người được nhận. Thường người ta sử dụng những tờ tiền mới để mừng tuổi đầu năm. Tiền mới tượng trưng cho sự mới mẻ, tinh khôi, cho một khởi đầu mới. Khi được nhận lì xì, văn hóa tại nhiều nước phương Đông quy định ngầm rằng người nhận chỉ được mở phong bao sau khi người trao tặng đã ra về để thể hiện phép lịch sự. Con
Có thể thấy những chiếc phong bao lì xì như thế này đã mang lại cho chúng ta không chỉ là câu chuyện về miệng nhận quà đầu năm, mà đó còn là văn hóa truyền thống và nhiều thông điệp mà người mừng muốn gửi gắm đến người nhận nữa. Như quý vị đã thấy, biên tập viên Lan Anh đã đem lại cho chúng ta câu chuyện của chiếc phong bao lì xì, cũng được gọi là quà mừng tuổi dành cho trẻ em mỗi dịp đầu năm mới. Còn theo góc độ của chuyên gia văn hóa, họ nói sao về sắc đỏ và phong tục mừng tuổi đầu năm? Hãy cùng tôi đến gặp gỡ Phó Giáo sư Tiến sĩ Triệu Thế Việt để tìm câu trả lời. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Triệu Thế Việt, anh có thể chia sẻ đôi nét về cái sự ra đời của cái tục lì xì hay là tục mừng tuổi đầu năm mới được không ạ? Trước hết là chúng ta sẽ lần từ khái niệm ở miền Bắc gọi là mừng tuổi. Mừng tuổi ban đầu của các cụ nhà ta là chọn những cái vật xinh xắn, nhỏ nhắn mà nó mang ý nghĩa tốt đẹp. Ví dụ một con cá chép bằng đất nung, hay là một cái khánh, hay là một cái kẹo thật đẹp. Và hoặc là có những người nông dân, người ta đánh bắt được một con cá chẳng hạn, người ta mang tặng. Thì tất cả những đồ vật xinh đẹp nhỏ nhắn ấy và có những cái giàu cái biểu tượng về thịnh vượng, về sức khỏe, về may mắn, họ mang tặng cho trẻ con của các cái nhà mà họ đến, của nhà người thân, để tỏ một ý thân thiện và để chúc cho trẻ con của nhà đấy nó được phát triển. Đấy là một cái tục lệ mà nó phổ biến ở trong Đông Nam Á. Tuy nhiên có nhiều những cái cách mà người ta ứng xử sẽ bị biến thái cái việc mà mừng tuổi đi. Ví dụ như người ta cho trẻ con những cái đồng tiền mệnh giá rất là lớn, để trong đó có hàm ý của người lớn. Tôi cho rằng việc ấy không nên. Trẻ con nên nhận tiền lẻ. Cái đồng tiền lẻ cho trẻ con, nó làm cho trẻ con nó thật là vui đấy. Và để ra một cái vốn nhỏ nhỏ để cho trẻ con nó còn phát triển. Theo như anh đã chia sẻ thì không phải là chỉ có trẻ con mới nhận được lì xì đúng không ạ? Ngoài trẻ con ra thì còn có những cái đối tượng nào nữa mà cũng được mừng tuổi, được lì xì trong dịp đầu năm mới ạ? Một cái đối tượng thứ hai được nhận tiền mừng tuổi là những người già. Mừng tuổi cho trẻ con là để cho động viên cho các cháu thêm tuổi. Mừng tuổi cho người già là để người già để tuổi cho mình, trọng cái tuổi già, tuổi trời của các cụ. Thêm một việc nữa là các cụ già thì ít lắm, cho nên bao giờ ấy, người ta mừng tuổi người già nó khác với mừng tuổi cho trẻ em. Trẻ em đồng lẻ, nhưng người ta mừng tuổi người già, người ta mừng tuổi nhiều tiền hơn để cho các cụ có tiền để mà mua quà nịnh cháu. Cho nên với người già thì chúng ta được hoàn toàn có thể mừng những cái đồng tiền và mệnh giá lớn hơn với các cháu để cho các cụ có thêm tí vốn tí liếng vì người già ít lòng. Đối tượng thứ ba được mừng tuổi đó là những người không may mắn. Các bạn cứ thử về quê và xem, những người không may mắn thường là được ở một cái vị trí mà được mọi người quý hơn, mọi người lưu tâm hơn, bởi vì họ thiệt thòi hơn. Anh có thể chia sẻ là về sự khác biệt của cái văn hóa mừng tuổi đầu năm của Việt Nam so với những cái quốc gia châu Á khác, họ cũng đón năm mới, cũng đón Tết Nguyên Đán giống như chúng ta không ạ? Tôi có xem một số tục và ở các nước châu Á họ cũng có những nước họ mừng tuổi, và mỗi nơi nó một khác. Có những nơi họ mừng tuổi nhau không, trẻ con không cứ chỉ là tiền, họ mừng tuổi trẻ con bằng cái đồ chơi này, cái khăn này. Và có những nơi thì họ rất thoải mái trong vấn đề là không phải chỉ có cái ba đối tượng đó là truyền thống thôi. Một số nước châu Á cũng như Việt Nam ta hiện nay có thể là anh em có thể tặng mừng tuổi nhau. Ý thức chúng tôi hay tặng nhau những cuốn sách đầu năm mới để mà mừng tuổi nhau. Thì đấy nó có những cái nhiều hình thức, nhưng cái hình thức cuối cùng mà chúng ta cần phải bàn tới, mà chúng tôi muốn gửi tới qua chương trình này là gì? Nó phải truyền tải yêu thương. Vậy là câu chuyện lì xì năm mới có gắn với cả những vấn đề về văn hóa truyền thống và những thông điệp cho ngày đầu xuân. Wow, em thấy anh còn đang chuẩn bị cả một cây đào rất là to nữa trong nhà. Vì sao anh lại chuẩn bị đào như thế này? Sắc đào này có mang lại cái điều gì may mắn hay ý nghĩa gì đối với gia đình mình không? Tôi cho rằng là mùa xuân đến ở Bắc Bộ dứt khoát phải có đào, và Nam Bộ thì phải có mai vàng. Dù giàu hay nghèo, dù địa vị nào thì trong nhà phải có một ít đào. Và tôi cho rằng là với cuộc sống của tôi hiện giờ thì tôi thấy đối mùa nó đều là mùa xuân. Đó cũng là lý do mà vì sao trong chương trình Sắc Đỏ Ngày Xuân ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục
đi tìm hiểu về câu chuyện của hoa đào và ý nghĩa của hoa đào đối với những người ở miền Bắc. Ngay sau đây thì hãy cùng tôi theo dõi tiếp cuộc hành trình. Hoa đào nở là tín hiệu mùa xuân về. Màu đỏ hoa đào là biểu tượng của ngày Tết miền Bắc, mang đến niềm vui tưng bừng, rực rỡ cho muôn người. Màu đỏ vốn dĩ là gam màu nóng, tính dương, rồi cộng với không khí ấm áp mùa xuân nữa, khiến cho hoa đào xứng vị chúa tể của các loài hoa ngày Tết. Đối với văn hóa dân gian Việt Nam, hình ảnh hoa đào được gắn với những cô gái trẻ, mảnh mai và yếu đuối, thể hiện qua thành ngữ liễu yếu đào tơ hoặc một lời bài hát chèo cổ. Đào liễu có một mình, ấy kìa hai vai em còn gánh nặng mà để nhật trình đường xa. Không những vậy, hình ảnh những bông hoa đào còn gắn bó với tình yêu và duyên nợ của trai gái nông thôn xuất hiện trong rất nhiều ca dao và dân ca Việt Nam. Cách đây không lâu, tôi đã có dịp đến thăm vườn đào Nhật Tân để tìm hiểu về câu chuyện của những người trồng đào và chuyện về loài hoa của mùa xuân này. Chú Triển là chủ của một vựa đào nổi tiếng ở Nhật Tân đã hào hứng kể với tôi vì sao lại gắn bó với nghề trồng đào đất này như vậy. Chàng kỹ sư nông nghiệp của 40 năm về trước đã ấp ủ nguyện vọng phát triển nghề quý cha ông dựa trên vốn kiến thức được học trên giảng đường đại học. Vừa yêu nghề lại có tri thức khoa học, việc kinh doanh đào của chàng kỹ sư xưa đã phát triển và trở thành nghề chính giúp đem lại thu nhập cho chú. Cũng như nhiều người dân lân cận cùng chung nghề truyền thống. Thực ra là cái nghề trồng hoa đào là nghề truyền thống của ông cha từ bao nhiêu năm nay, hàng mấy trăm năm nay rồi. Thế thì tôi là theo nghề này của ông cha, nên là cái ham muốn, cái sở thích là trồng hoa. Làng đẹp cho đời, mới cả đẹp cho là phục vụ khách của Hà Nội nói riêng và cả nhân dân cả nước nói chung. Hơn thế, cách chăm đào đón trước những biến đổi khó lường của thời tiết là một bài toán khó với bất kỳ một người trồng đào nào, là kinh nghiệm, thậm chí là cả cái duyên với nghề. Chăm cây đào cả năm chỉ đợi đến ngày giáp Tết đào cho một mùa hoa chúng. Là mình cũng phải tìm hiểu là về cái kiến thức về cái trồng trọt, về cây hoa đào. Thế thì về trang bị trước là tôi cũng được các trường trong nông nghiệp thì cũng có cái kinh nghiệm về trồng trọt, về cây gác cây, và thứ hai là mình học kinh nghiệm của ông cha để lại. Người chăm đào tốn nhiều công lao là vậy, nhưng giá đào lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời điểm. Tùy theo tình hình cuối năm, giá cả chung, thị trường ra sao mà định giá. Những cây đào thế, đào phai, đào bích, dẫu đẹp, nhưng người trồng cũng lo lắng cho một mùa vụ phụ thuộc nhiều vào vận may. Điều đó cũng làm nên cái quý của người trồng đào Nhật Tân. Không vì khó khăn mà bỏ nghề, không vì vất vả mà chỉnh màng với sứ mệnh, ươm mầm xuân mà mình đã chót nặng gánh. Điều tôi thấy thú vị hơn cả là ngay một người trồng đào chân chất của làng hoa cũng rất thuộc câu chuyện lịch sử đầy tự hào về hoa đào xoay quanh vị hoàng đế Quang Trung trong lịch sử. Đây là làng này, là làng ngày xưa là gọi là làng Nhật Chiêu chứ không phải là làng Nhật Tân. Khi vua Quang Trung coi như là dẹp tan quân Thanh đi qua làng Nhật Chiêu thì coi như là vào 28, 27 tháng Chạp cũng như Tết bây giờ chuẩn bị Tết ấy, thì là coi như là nhà vua thấy coi như là dân bán rất nhiều hoa đào, thế nhà vua mới cho quân lính coi như là dừng lại, dừng ngựa lại để coi như là vào vườn cắt một cành đẹp nhất để coi như là tặng, coi như được cho công chúa Ngọc Vân. Trời đào đã là một cái thú của mùa xuân phương Bắc. Việc chập chút sao cho những ngày xuân đào được tươi tốt để đem lại may mắn cho gia đình cũng là một việc đáng quan tâm. Nếu cứ đi khắp vườn đào Nhật Tân trước Tết, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp rất nhiều những chuyến xe chở ngập hoa đào đi lại nhộn nhịp, và cũng chắc chắn bạn sẽ thấy có nhiều người Hà Nội sảnh chơi đã tìm đến tận vườn đào Nhật Tân để chọn cho mình những cây đào ưng ý về trời Tết.
Đó là những câu chuyện mà những người làm chương trình đã có dịp trải nghiệm. Màu đỏ là một màu của may mắn, của bình an và phúc lộc. Đó là lý do vì sao ngày nay chúng ta thấy sắc đỏ hiện hữu khắp phố phường khi Tết đến xuân về. Chúc quý vị đón một năm mới vạn sự hanh thông, mọi điều như ý. Hành trình tri thức tuần này xin được khép lại tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị có thể gửi về hanhchinhchithuc@vitv.vn hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 04-2220-8288. Quý vị có thể truy cập website vitv.vn để xem lại các chương trình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.